Phú Phú xin chia sẻ với mọi người một cái tin vui, đó là ngày hôm qua, đó là ngày 24 tháng 12 là mấy chị em ở khu nhà trọ của chị Huyền thấy chị Huyền có dấu hiệu sanh nên là đã đưa vào trong bệnh viện Củ Chi ở gần nhà để sanh. Và chiều cùng ngày thì chị Huyền sanh hai bé, một bé trai và một bé gái. Bé gái thì Phú Phú nghe nói là rất là dễ thương, hiện tại là sức khỏe của ba mẹ con rất là tốt. Ngoài cái việc những chị em ở khu nhà trọ chăm sóc chị Huyền ở trong bệnh viện ra thì có ba mẹ của chị Huyền ở Sài Gòn lên để mà chăm sóc phụ. Thì bây giờ thì cô Phước sẽ vào trong bệnh viện để thăm lại chị Huyền. Ở đây mọi người, thì cô Phước vừa mới vào trong phòng để thăm chị Huyền nè. Trước mặt của mọi người là chị Huyền. Chị Huyền thì vẫn còn đang mệt. Trước mặt mọi người là hai bé nè. Đây là bé gái nè, đây là bé trai nè. Mọi người thấy không, dễ thương không, trắng tươi à. Hả? Em là bé trai. Bé trai đó, 2,2 kg hả chị? 2,2 kg. Còn bé gái? Bé gái 1,7 kg. Dạ. Đẹp trai ha, lỗ mũi cao ha, trắng tươi. Bên này bé gái nè. Bé gái đây rất là đẹp. Ngoan nha. Ôi thương mà. Chị Huyền sanh xong cái nhìn là cũng như là mặt nó, mặt của chị không có sạm như lúc trước hay chị. Như trắng ra đó, trắng ra liền. Hôm qua là chính xác là sanh ngày mấy giờ chị Ti? 5 giờ mấy nè, có này luôn hả? Cái này là em bé đó, cũng như là để vô để lúc mấy giờ đó. Dạ. Cái này là em bé gái. Này bé gái để 1,7 kg nè, thấy không? Dạ. 3 giờ để ngày 3. Mười Hoàng Thị Huyền. 1,7 kg gái. Dạ. Chiều hả? Chiều ngày 24. Sáng đỡ không chị Ti? Chị Ti, mẹ em nói chị đưa cái giấy cho em đó. Rồi được. Chị Ti đang giữ cái giấy chứng minh đó. Chị Vi. Chị sợ sổ quá vậy. Vi. Rồi. Có gì nói chị nha. Mệt không chị? Chắc mệt lắm à. Dễ thương cũng được. Chị Huyền hôm qua nghe nói quậy lắm hả? Đi vô quậy lắm à? Không quậy à? Sao y tá với lại mấy chị ở đây nói vô quậy quá mà. Quậy. Dễ thương không? Dễ thương, đẹp gái không? Còn đứa kia nữa, đứa kia nữa. Trắng tươi à? Con nó lớn. Nha. Đứa con trai nữa kìa. Nha. Đẹp trai, đứa con trai đẹp trai ha. Đâu. Kìa, dưới chân có chừng ấy nha. Chừng đụng em á. Ủa em tưởng là có cái khung á rồi để bé vô chứ. Dạ sao chị? Uống sữa bình hả? Dạ. Vậy là cực nữa rồi đó. Cực. Phải bú sữa bình. Trắng tươi ha. Đây chị đeo cái này vô cho nó đi. Đeo vô cái chân đi. Thôi 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 mà. Thương mà. Thương. Ôi. Giờ cho uống sữa đó ha chị Ti. Thương em mà. Thôi mà. Thương em nha. Thôi đừng có đạp nè. Rồi. Trời ơi. Nó có cũng đẹp đó. Còn một cái đẹp. Tại mới chích lên bác sĩ không có cho quấn á. Mới chích một mũi 8, đứa mũi 1,8 triệu thì hai đứa mất 3,6 triệu. Ở đây là tiền mình lấy là tiền mặt không chứ đâu có bảo hiểm gì đúng không chị Ti? Dạ. Anh đứa
Ủa em cảm ơn anh Dung hết bữa đưa cho chị Ti kẹo để nấu diễn khí vô đây một. Đó, thấy không? Có Mạnh Thường Quân người ta hỗ trợ đến cho chị đó, mai mốt là người ta hỗ trợ tiếp, có gì để em kêu gọi mọi người để hỗ trợ tả sữa cho hai bé nha. À, tại vì bác sĩ dặn là phải bú sữa bình ở ngoài đó chị Quyền, nên là phải tốn tiền sữa đó. Bà ngoại đặt tên chưa? Ngoại chưa. Chưa đặt tên. Nãy chị nói gì? Mum 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 hả? Đó bụng rồi. Bụng chắc nhiều. Mới cho nó uống chắc khoảng cách đây 1 tiếng á. Dạ, khi nãy thì GoFood cũng có vào trong thăm chị Huyền, rồi cũng có gặp mấy bé. Còn bây giờ thì y tá rồi trong đó thì với lại phụ nữ trong đó thì không có tiện vô trong. Thì sẵn đây thì hỏi mấy cái chị. Thì xin thưa với mọi người, thì những cái chị mà gọi là trong nhóm mà giúp chị Huyền đó để mà đi sanh hoặc là chỗ ở rồi đó, là gồm có 3 người, đó là chị nào là chị Vân, chị Vi và lại chị Ti, là 3 người. Hai chị kia thì từ nãy đi làm giấy tờ cho chị Huyền rồi, thì đây mình hỏi chị Vân chút xíu về ngày hôm qua là đưa vô trong bệnh viện. Chị Vân cho em hỏi là hôm qua là chuyển dạ có dấu hiệu sanh hả chị hay là sao? Thì ngày hôm qua là Vân có ý định là không nghĩ là chị Huyền sanh đâu. Dạ. Thì ý định là lên để mà cùng với Vi chở chị Huyền ra ngân hàng để mà làm cái thẻ, để sau này những mạnh thường cũng có giúp đỡ là chuyển thẳng vô cho chị Huyền. Dạ. Thí dụ số tiền lớn thì có thể là sau này gửi vô cái sổ tiết kiệm để mà giữ cho không bị mẻ của chị Huyền. Thì lên thì nó tầm cái giờ, nó thuộc tầm giờ trưa rồi, thì tính ra không chở chị Huyền ra kịp, mà mỗi lần chở chị Huyền ra làm là mọc cả một vấn đề. Dạ. Nó rất rối lắm, nào là chữ ký, lúc ký kiểu này, lúc ký kiểu khác, rồi hả, không có chuyện hợp tác, cứ coi như là người không bình thường là anh đã hiểu là như thế nào. Thì cứ ngồi đó với Vi đợi chờ để sang giờ trưa để mà chở chị Huyền đi. Thì đâu mà nghe thì đang ở phòng quy để bằng bà chở chị Huyền đi, thì xe chị Huyền đâu thì chạy qua hỏi chị Huyền đau bụng hả, thiệt hay không? Thì chị Huyền nói ồ, chở chị Huyền vô phòng để mà chị Huyền ở lại đó xanh, chị đau rồi. Nhưng mà chị muốn tin nữa, tại vì cái chị cứ lúc này lúc kia mình không tin. Thì em với Vi thì phối hợp lại lấy xe gắn máy chở chị Huyền ra bệnh viện. Thì khám thì bệnh viện bác sĩ đã nói là nở 3 phân rồi. Nhưng mà vô tình khi đi là không có đem giấy tờ giấy chứng minh nhân dân của chị Huyền. Thì người ta đề nghị có giấy chứng minh nhân dân mới làm hồ sơ rồi nhập viện mới được. Lúc đó cũng mấy chị em cũng gọi là cũng hơi bị rối anh. Hơi bị rối. Rối luôn. Tại vì chạy thì rất là rối, nói là ứng khoảng 10 triệu. Nhưng mà thực tế là cái tiền Mạnh Thường Quân, tiền mặt ở ngoài là chỉ có 8 triệu mấy thôi. Thì tụi em không đủ nên mới vô nói với bác sĩ là tình trạng hoàn cảnh như vậy đó. Thì cũng trước phần nào đó thì chị Huyền không hợp tác, chị Huyền cứ quấy rối. Đã nói ở đợi đây đi để em về lấy cái chứng minh nhân dân ra để mà làm giấy tờ cho chị sanh đẻ. Mà cứ đòi về nhà lấy, không chịu chấp nhận để tụi em về lấy. Năn nỉ cỡ nào năn nỉ, bác sĩ giận quá ký tên, nói chị muốn về phải ký vô giấy đi về. Bác sĩ không cho về luôn. Bác sĩ không dám. Còn quyết định về, bác sĩ rất là bực mình rồi. Chị muốn đi về thì chị ký giấy vô về. Để đây không chịu trách nhiệm, chị đã đồng ý ký giấy thì chị đi về. Ký giấy vô. Thì nghe nói rồi, nghe nói là quậy dữ lắm hả? Quậy lắm. Thế xong rồi em với Vi chở, cũng chở chị ấy về, không lẽ giờ bỏ. Chở chị ấy, trong lòng rất là tức luôn. Nó rất là tức, nhưng mà dằn là chở chị ấy về rồi xong rồi cái chị vô phòng nói chị giờ chỉ cần lấy giấy chứng minh nhân dân thôi, không lấy gì hết, mà cứ trong phòng lục đục lấy tùm lum thứ á, cũng chịu theo ấy luôn. Mà cái gì hoài cũng ra, cũng ra cứ nói chị Vân ơi rút tiền cho em sanh đẻ. Nó đã rồi, em nói là chi phí tất cả là tụi em lo, giờ chị yên tâm là sanh, mà không nghe. Cái coi như là sức chịu đựng hết nổi rồi. Vì mới bàn với em chị bỏ mặt đi để thử coi chị như thế nào. Thì chị Huyền mới gọi điện cho taxi,
và taxi là rước chị đi. Yeah. Thì tụi em ọc đường này thì dù sao cũng là bệnh viện của chị mà, ọc đường khác. Yeah. Coi như là cho bà biết là tụi em bỏ để cho bà cảm giác như thế nào. Yeah. Rồi để bà đi mình vậy á, rồi tụi em tranh thủ ăn miếng gì nữa, làm có sức mà đấu tranh với bà. Yeah. Thì hai chị em ra ăn rồi, quanh vô thì cũng quanh vô ngay chỗ cái phòng khám ngay chỗ đó. Thì biết chị Huyền ngồi ngay góc nào rồi, nhưng mà không cho chị thấy, coi như là để cho biết là bị bỏ rồi. Thì ngồi đó cái anh kia anh nói, Mậu đi đâu nữa kìa. Thì em với chị bé Vi dí theo, mới hỏi chị, ủa sao mà không sinh đẻ ngồi đây. Thì chị nói câu, chị tưởng đâu hay em bỏ chị rồi. À, cũng sợ. Nghe câu đó rất là thương, cảm thấy là rất là sụt đông. Có nghĩa là theo chị á, là chị Quyền đi vô trong bệnh viện quậy á, gọi là quậy như thế là có nghĩa là hay là đau bụng quá cọc một chút, hay là có chuyện gì khác, hay là như thế nào? Nói chung là nó dạng suy nghĩ rất là nhiều lớp, mà nó đau bụng, nó suy nghĩ cái tim hẹp hay cái gì đó mà có xuất hiện đòi tiền. Dạ. Nói chung là sức chịu đựng của mình cũng rất là khó. Tại vì mọi người cũng biết là lúc mà phụ nữ đang mang thai với lại mà bây giờ cái tâm lý của chị Huyền cũng không có ổn định, là mọi người cũng biết là hai cái đó nó cộng lại thì hơi hoang mang chút xíu. Bởi vậy tụi em vì cái nghĩ cái chị bệnh nên cứ dằn trong bụng rồi thôi bỏ qua bộ phận, vì chị ấy bệnh mình không đúng rồi trách, thì cố gắng mà mình nói câu đó trong lòng. Nhưng mà rất là bực, nói chung là lúc đó rất là bực nha, bỏ luôn, thật sự là muốn buông xuôi luôn. Quậy quá bất sự tướng tư tưởng, tại vì con người có sức chịu đựng cái giác của chị rồi. Bỏ tụi em muốn bỏ chị hả? Thì cảm thấy rất là thương con đúng rồi. Mình cảm thấy là mình bỏ chị là chị nhận thấy rồi. Lúc đó là nó thấy, rồi xong rồi chiều vô rồi làm hợp đồng với bác sĩ để làm hồ sơ cho nhập viện. Thì vô cứ kêu ký chỗ này để mà xác nhận đi đẻ, không chịu mà đòi ký bên bác sĩ. Bác sĩ nói chỗ này là chỗ của tôi, còn chỗ này chỗ của cô đi cưới của cô. Dạ. Đó, thì nó cứ vậy. Chị Quyền, ngoài cái việc mà em cũng lên đây tiếp xúc được vài lần, thì nói chung là cái gì chị Quyền cũng nói chung là hơi lâu lâu là hơi vậy đó thôi, chút thôi, cự người ta chút xíu vậy thôi, nhưng mà rất là hiền, rất là vui tính, rồi hiền, rồi thảo ăn rồi đó. Nói chung là có gì nói đấy à. Còn hồi nãy chị nói là thiếu tiền viện phí đó, rồi tiền viện phí ở đâu rồi mình như thế nào? Thì trước mắt là hôm bữa là có nói là bác sĩ là thiếu, là mong là để rồi sẽ trả sau. Dạ. Hiện tại là sức khỏe của ba mẹ con rất là khỏe đúng không chị? Nói chung là sinh mổ đúng không chị? Dạ, đúng là sinh mổ. Dạ. Đây có chị Ti nữa. Thì cô Phú xin hỏi lại, đó là ba chị em là bây giờ là có người bỏ công việc, có người bỏ công việc gia đình, có người bỏ công việc để mà thay phiên nhau chăm sóc chị Huyền ở trong bệnh viện. Cái đó là ban ngày, mấy chị nói là ban ngày. Thì hôm qua chị Ti có nói em là mướn một người chăm sóc vào ban đêm đúng không chị? Là 300 ngàn một đêm. Cái đó là cái tạm thời thôi. Và hiện tại là bây giờ ba chị em cùng với lại mẹ của chị Huyền chăm sóc. Nhưng mà hồi nãy em có gặp mẹ của chị Huyền, thì mẹ của chị Huyền có nói là có thể là chiều nay bác về, tại vì bác nói là một vài lý do nên là không có chăm sóc chị Huyền. Thì bác cũng có kể cho em nghe về cái câu chuyện của chị Huyền. Nhưng mà cái này là bây giờ là bác bây giờ không chăm sóc rồi, bây giờ ba chị không lẽ như thế nào, giờ sao? Ba chị tính như thế nào? Cái việc chăm sóc thì em nghĩ là ba, tại vì mấy chị thì cũng có gia đình nên là cái việc chăm sóc thì cũng có kinh nghiệm, nhưng mà cái việc mà thời gian sắp tới nữa đó thì như thế nào thôi? Em chưa sắp xếp được anh. Mấy... Tại vì cái này như là cái hoàn cảnh mà nó cho mình đi theo vậy đó. Yeah. Nhưng mà sắp xếp là nó cũng mình cũng phải có thời gian để sắp xếp. Còn bây giờ nó chuyển tới nên cũng chưa có câu trả lời. Yeah. Nữa. Nhưng mà không thể mà bỏ là không bỏ được rồi đó. Yeah. Phải tìm cách để mà có người chăm sóc. Yeah. Nhưng mà chưa cái chưa có thời gian hợp lý thôi. Trước mắt thì người chăm sóc thì có rồi đó, là cái người đại diện thì sẽ có người lớn tuổi hơn, nhưng chị này thì cũng có cái kinh nghiệm chăm sóc, nhưng mà phải có một cái người nhà là có một người lớn tuổi mình đỡ, chứ mà không thể
nào giao hai người cái việc mà đến mà chăm sóc cho người đó. Có tin tưởng mấy người đó không chị? Không, mấy cái người đó là người ta đỏ, người ta công an làm, người ta cũng muốn kiếm thêm. Dạ. Để mình tin tưởng. Đúng rồi. Với lại thời gian này thì em cũng có Mạnh Thường Quân, người ta cũng có gọi điện đến cho em. Thì người ta hỏi là chị Huyền là sanh ở đâu như thế nào. Thì có thể là người ta sẽ vô thăm trực tiếp. Nên là cần một người để mà nói chuyện này nọ cho nó lưu lót cho người ta chứ. Thì ví dụ ban ngày thì có thể, ví dụ như không nói có không... Nó nói là nói chung là cái điều đó là để hai chị em, ba chị em đi bàn. Nhưng mà trước bàn. Trước mắt là phải có người, ba chị em cũng phải chăm sóc cho. Ví dụ như vắng người này thì cũng có người kia. Dạ. Nói chung là ba chị em vẫn sẽ liên hệ với nhau rồi để tìm ra cách giải quyết để lo cho chị. Dạ. Vậy thì người xem ở trên kênh thì người ta cũng yên tâm một chút xíu. Còn cái việc mà mấy chị thấy thế nào về cái việc mà sao mà mẹ của chị Huyền lại đi chưa lên được, hình như là khoảng 24 tiếng thôi à? Mẹ lên là lúc đó cậu khoảng nói là giờ chiều rồi. Ai điện về dưới? Là vi điện cho chàng rể, là nói chung là số điện thoại em gái đó. Dạ. Thì nói chàng rể lên, thì chàng rể nói là không nghe Vi kể lại, thì nói là chàng rể nói là không lên, tại vì dính tiền bạc này phiền phức lắm. Dạ. Yeah. Thế thì Vi nói là ở đây lo tiền bạc rồi. Thì xong rồi đâu rồi chiều mình cái bác gái và cái cây lên. Dạ. Rồi bây giờ bác gái rồi, bác gái về. Nãy em hỏi bác gái á, thì bác gái nói là em hỏi là nếu mà bác về bây giờ ai chăm sóc cho chị Quyền, thì bác gái nói là có mấy đứa đó. Có nghĩa là muốn, nói chung là muốn phó mặc cho người khác. Đúng rồi, chính xác, cũng muốn là giao tuần cho tụi chị vậy đó. Dạ. Thì trước mắt thì giờ chị nói thì bây giờ hiện tại thì bây giờ mình cứ lo trước đi rồi sau này từ từ. Dạ. Bây giờ cái gì nó cũng qua thôi chứ gì, nhưng mà hơi lục đục ở ban đầu. Tại vì nó tới bất ngờ quá. Bất ngờ quá thì... Tại hôm bữa chị Ti nói là thôi bạn với chị Mai là thứ tư tuần sau, là có nghĩa là khoảng một tuần nữa, nhưng mà mới có 2 ngày à, chưa được 2 ngày nữa. Mới hồi qua lên. Dạ. Biết chị này bà nói bà bận công chuyện gì đó. Rồi em ở đó là coi như là còn chọc chị Huyền đâu, biết lựa ngày xanh dữ ha. Có tôi lên chứ lại không Vi nữa. Dạ. Còn nói thôi như vậy. Thì bây giờ là chị Huyền với lại hai bé trong đó thì y tá chăm sóc, nên là cô Phút không có vào trong đó nữa. Thì có thể là dịp sau thì cô Phú sẽ lên trên đây, cô Phú thăm lại ba mẹ con. Thì trước mắt thì cảm ơn đến mấy chị em ở đây, là chị Vân, chị Ti và chị gì? Chị đó gì? Vi, chị Vi nữa, nhưng mà bây giờ chị Vi đi ăn rồi, tại vì từ sáng giờ cũng chạy tới chạy lui không có ăn, nên là bây giờ cảm ơn hai chị trước và cảm ơn chị Vi nữa. Và cũng xin chia sẻ với mọi người, thì mấy chị có chia sẻ là chị Quyền là không có cho con bú bằng sữa mẹ, bú bằng sữa bình, nên là rất là tốn kém. Và sẵn đây thì GoFood kêu gọi mọi người, nếu mà có lòng hảo tâm thì gửi sữa hoặc là tã đến cho bé để mà có một cái điều kiện tốt nhất. Và ở đây thì hiện tại là chị Quyền đang nằm ở bệnh viện Củ Chi khoa sản, phòng 105 lầu 1. Dạ. Và hiện tại là mấy chị hồi nãy có nói là chưa thống nhất về cái việc mà chăm sóc chị Quyền, nên là chưa biết như thế nào. Và sẵn đây thì em nhờ hai chị mỗi người đọc cái số điện thoại của mỗi người, để có thể Mạnh Thường Quân có thể liên hệ trực tiếp đến hai chị để mà có gì vô thăm cũng như là hỏi những cái thông tin về chị Huyền. Thì chị Vân cho em số điện thoại của chị. Dạ. Còn số điện thoại chị Ti? 0353 078 376.
Dạ. Hiện tại là bây giờ nếu mà mọi người vô trong thăm chị Huyền á, là chỉ có chị Ti, chị Vân và lại chị Vi, thì ba người thôi nha mọi người. Còn hiện tại là bây giờ ở trên mạng, ở trên kênh của em á, là nhiều người người ta muốn muốn sinh con đó, nên là cái việc này mọi hai mấy chị là cũng để ý giùm nha. Một lần nữa thì cảm ơn ba chị rất là nhiều, xin chúc cho ba chị được nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công việc thiện nguyện.